nhớ thì thôi. Vậy là một câu A là 39. Và một câu B là 5, à, trừ 58. Trừ 58. À, trừ 40. Vậy chắc là con với lộn. Nợ 3, nợ 22. Dạ cô, câu C em ra là 2170 cô. Dạ cô B em ra trừ 777. Dạ, tới đó là nhân trước. Dạ, 134 nhân 6 ra. Cộng.
khác dấu là trừ. Hai mươi bảy trừ cho 804 ra. Dạ ra trừ 777. Con hiểu. Dạ cô. Thưa cô là bằng âm 4. Dạ x bằng 40 cộng chia 4 luôn cô. Chia cho âm 4. Coi là bằng âm 10.
Dạ. Alo. Dạ rồi. Con nghe rồi cô. Con nghe rõ. Alo. Cô. Tưởng là cô không nghe chứ. Rồi được rồi. Dạ cô là đầu tiên rồi. Rồi em tính ở hai cái chung. Dạ rồi. Mà nghe giật giật cô. Ủa? Bà xe. Dạ cô là. Dạ cô là lấy 5x trừ cho 9x. Ủa có mà cô. Dạ cô là đầu tiên xuống dưới là. Dạ cô em làm là đầu tiên là ghi cái phần mà ít trừ một. Dạ bằng một bằng ít là dạ cô là tới tới đây là x bằng 32 cộng 1. X trừ 1 bằng 23. Cô là x trừ 1 bằng trừ 23. X trừ 1 bằng 23.
Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ. X bằng 23 cộng cho 1. Dạ bằng 24. X bằng trừ 23 cộng 1. Dạ là bằng trừ 24. Dạ là 22 trừ 22. Dạ cô. Câu đời là bằng cô là 31. Thôi từ đầu câu. 31 bằng 31 cộng 18. Trừ 18 ok. Là tại vì là cái chỉ như là cái dấu trừ mà nó em không biết nó sao mà em hiểu luôn. Dạ. Dạ số 7 mua 2 cô. Bằng 7. Dạ bằng 10 con cô. Trừ 7 bình phương ra là trừ 49. Dạ. Dạ. Cô là x bằng 7 cộng 7. Dạ bằng 14. Tìm. Tìm.
thì thử cô ghi bằng trừ 14 không cô? Xem coi. Dạ em hiểu rồi cô. Hết ổn chưa cô? Hết ổn chưa cô? Dạ thưa cô, là ta lấy x trừ 10 bằng 20 chia 20, x trừ, dạ thưa cô, x trừ 10 bằng 1, x bằng 10 cộng 1, x bằng 11. Dạ thưa cô, 3 x trừ 10 bằng 50 nhân 10 cô, 3 x trừ 10 bằng 500, 3 x bằng 500 cộng 10, 3 x bằng 510, x bằng 510 chia 3, x bằng 170.
Dạ cô, câu C là 4 x trừ 4 bằng 18 cộng 2 bằng 20. Bằng 20. Rồi 3 x trừ 4 bằng 20 trừ 4. 20 cộng 4. Chia. Chia 4, 20 chia 4 bằng 5. 3x bằng 5 cộng 4. Bằng 5 cộng 4. Bằng 9. X bằng 4. Ủa lộn lộn, x bằng 9 chia 3 bằng 3. X bằng 3. Giá trị tuyệt đối của x bằng a trừ 5 chuyển qua bên kia bằng cộng 5. 3 cộng 5 bằng 8. Dạ 8 có 6 cô. X bằng 8 và x bằng trừ 8. Dạ, hai trường hợp là 2x trừ 5 bằng 7 với là 2x trừ 5 bằng trừ 7. Đây chút xíu. Và bằng 6. Trừ 2. Là trừ 4. Là trừ 1.
Dạ. Thưa cô, là bài này là trừ thưa cô là thưa cô nguyên cái này là đây là bằng 8. Dạ, thưa cô là bằng 4. Thưa cô là bằng 7. Thưa cô là bằng 7 với bằng trừ 7. Thưa cô là x bằng 8. Thưa cô là x bằng 6. Chỗ trừ 6, trừ 6. Dạ, yeah, hiểu cô. Dạ rồi. Dạ là bằng dạ, trong ngoặc là bằng dạ bằng 15. Cộng 5 bằng 15, x bằng 20. Dạ, x bằng giới hạn chưa biết. Dạ là bằng 10. Bạn lấy 15 trừ 5.
Dạ kịp. Dạ máy tính. Cô em chưa thấy cô. Cô em chưa thấy. Rồi giờ em thấy rồi cô. Dạ rồi. Sao cái câu bài, sao cái màu bài ba cô câu A câu C y chang nhau đó cô. Dạ cô. Một xe. Dạ không. À. Dạ là con chọn câu D. Dạ cô hai em chọn là hai C. Ủa không phải cô, em chọn là hai B mới đúng cô, hai B. Dạ thưa cô, em chọn là câu A cô ơi. Dạ là câu D. Dạ là câu C con. Có gì vô không cô?
cô nói lại cái chữ cuối cùng đó cô. Cô giải thích lại mình nói cô. Dạ. Dạ, 9, 10. Dạ, hết. Thôi xong hả cô?
gì đâu. Dạ, câu 5 chọn câu D. Dạ. Cô là chọn câu B. Dạ. Cô hỏi lại cái cô. Ghẹo em nghe không được cô. Cái má này nó cứ bị lắc sao quá. Dạ. Là con của tập hợp A. Dạ. Chưa không? Từ từ cô. Đúng rồi, không? Đúng rồi, không? Không. Không phải là con của tập hợp B. Dạ, không phải là con của tập hợp B luôn.
99 hả cô? Câu C. Chắc. Đợi con cái. Dạ cô. Dạ, em chọn câu C. Dạ, trừ 1 cộng 1 chia 2. Dạ bằng 101. Cô đọc lại cô. Dạ. Dạ. Không biết nữa con. Dạ có. Dạ, 3x bằng 3x là số bị trừ. 3x bằng 7 trừ 2. 7 trừ cộng 2, 7 cộng 2 với con. 7 cộng 2 bằng 9.
x bằng 9 trừ cho 3. Dạ, y bằng 9 chia 3 bằng 3. Dạ, 2x bằng 7 trừ 1 bằng 6. Dạ, 2x bằng 6. X bằng 7 chia cho 2. Ủa, lộn số 6. Dạ, chia cho 2 bằng 3. Dạ, bài 13 là bằng, dạ, 2 x cộng 2 bằng 24 chia cho 2 bằng 14. Cũng 12 x bằng, dạ, bằng 10. Dạ. Sao cô? Nãy em nghe cô nói cái sau mới cái em mà cứ nghe sao sao cái hỏi nghe cô kêu kêu gì nữa, không phải kêu em. Chắc tại vì cái cô cầu từ a trời cô. Câu C. Bảy mũ ba thì bằng bảy nhân bảy nhân bảy. N ra. Chọn câu D. Dạ là qua.
Dạ, cô là 330. Dạ, dấu hiệu chia hết cho 3 là tổng các chữ số cộng lại. Chia hết cho 3 thì số đó sẽ chia hết cho 3. Dấu hiệu chia hết cho cả 2 và 5 là số 0. Tổng số con câu C. Dạ, tại vì bốn hai đó rồi có hàng đơn vị là hai, có hàng đơn vị là không cho nên sẽ chia được cho 2. Rồi con lấy con thêm số 3 vô nữa là 4 cộng 2 bằng 6, 6 cộng 3 bằng 9, cộng thêm 0 nữa bằng 9, vậy là chia hết được cho 3 và 9. Cô là 18, con chọn câu D. Cô là tại vì trừ số dạ đúng rồi cô.
Dạ rồi. Dạ. Thưa cô là câu B. Câu B. Thưa cô là câu Câu B. À, có hai nhầm nữa hả? Câu A. Dạ. Dạ còn tắt mất cô. Dạ. Em đấm lộn hồi nãy hay cô ơi. Nãy giờ la làng bên đây cô có nghe đâu. Em ra đáp án rồi được không cô? Là câu C. Em hỏi cô. Câu A, câu 21 mình chọn câu A. Vậy là 3. Trừ 5. Đạt chơi.
từ từ cô. Em nghĩ à, không phải. Câu D. Từ từ cô. Rồi đúng rồi. Đúng rồi đó cô. Dạ số đầu là số 2. Dạ số cuối là số 18. Bài 25 là con chọn câu A. Ủa lộn, câu C. Em cô. Coi cái dấu mà kiểu dấu bằng nó xong rồi cái nó có một cái đề sạch xuống là nghĩa gì con, cái dấu bằng đó. Cô là số dư. Câu là câu D. Con chọn câu D.
Cô hiểu nó hỏi làm sao luôn á cô. Dạ cô à, em chọn câu A. Dạ hiểu. Dạ câu 29. Dạ con. Dạ câu C. Dạ câu D. Cô là 102 chia hết. Dạ không. Không. Có. Dạ có. Không. Hai bốn mà cô. Cô ơi, màn hình của em là 23, 24, 25 mà cô. Cái màn hình của em là em thấy cái bài 23, 24, 25 mà cô. Dạ không cô, là cả 2 và 3.
Ok. Chưa cột. Thì mình hót ra Zalo, mình nhắn cho mẹ nó kết quả được không cô? Được nghỉ cô. Dạ. Em chọn cục C.